bao lốc mà cái hồ tròn này á, nó có một số cái lợi thế là chúng ta giảm được công lao động, rồi chúng ta giảm được năng lượng, giảm được chi phí đầu tư, do là nó hồ tròn cho nên cái việc siphon nó hầu như nó tự động hoàn toàn và nó rất là sạch. Mà khi nó sạch thì nó giảm chế, hạn chế được dịch bệnh. Sau công đoạn đó thì trong quá trình nuôi thì dùng nuôi bao lốc thì chúng ta nó phát triển rất là tốt, thì chúng ta giảm được khoảng 5-10% thức ăn so với những cái quy trình khác. Và sản lượng đi kèm theo đó là sản lượng của nó từ 3 ít hơn so với những cái quy trình nuôi siêu thâm canh khác, và là hạn chế ô nhiễm môi trường. Việc tách biogas ra để sử dụng tách phân sử dụng biogas thì nó sẽ cho chúng ta hạn chế ô nhiễm môi trường, và chúng ta sử dụng nước trở lại hoàn toàn. Mà sử dụng nước trở lại hoàn toàn thì chúng ta giảm được các chi phí bơm nước, giảm được các chi phí đầu tư các cái thuốc hóa chất vi sinh bổ sung thêm. Thôi quan trọng nhất là sản phẩm hiện nay cho sản lượng rất là cao và cho rất là đạt chất lượng xuất khẩu. Thì qua thời gian nuôi thì được 3 vụ thì hầu như tôm là xét nghiệm tiêu chuẩn để xuất khẩu tôm qua các nước châu Âu đều đạt hết. Hiện tại quy mô chúng ta đã làm được 4 hồ trên diện tích 1 hecta, thì sắp tới sẽ nâng quy mô lên 8 và 12 lên 16, đó là cái kế hoạch. Thì sản lượng hiện nay chúng ta đã nuôi đạt là thu được khoảng 100 đến 150 tấn trên 1 hecta, đã đạt được và dự kiến sẽ nhiều hơn. Cái nước trong quá trình mình siphon ra đó thì mình đưa lên một cái hồ để tách nước ra, tách nước với phân ra. Thì tách nước bằng cách nào? Mình cho nước chảy tràn ra cái ao lắng khô để mình dùng cá rô phi với cá đối để cho nó tự làm sạch, nó tự điều tiết sạch trở lại. Còn cái phân tôm thì mình cô đặt lại qua hệ thống chảy tràn, mình bơm trực tiếp vô biogas, dùng cái máy bơm biogas. Thì một bình biogas 10 mét khối một ngày nó có thể cho em nạp thêm nguồn năng lượng mới, nguyên liệu mới bằng phân á, khoảng 1 mét khối. Như vậy thì sau 12 tiếng thì mình sử dụng biogas đó, tiết ngày sau nó sẽ giảm xuống 1 khối để cho em nạp cái nguồn nguyên liệu mới. Thì nếu mà 1.000 mét khối nước nuôi tôm á, thì một hồ biogas 10 mét khối có thể nó chịu cái sự sức tải được cho 1.000 mét khối nước nuôi tôm đó. Khi nó tải không hết thì chúng ta dùng cái nước phân tôm chúng ta pha lộn với nước ngọt, chúng ta dùng cái tưới cây. Hiện nay thì tưới cây cũng rất là tốt. Do đó nếu mà chúng ta nuôi mà chúng ta tách được phân tôm ra khỏi nước thì cái biogas nó sẽ giải quyết được vấn đề rất là tốt.